Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay mình hết điện thoại quay rồi các bạn ơi, về quê chơi. Các bạn xem nè. Đây. Đây là cây xoài. Cây xoài nhà mình. Ui da. Nhà rất là nhiều xoài. Xoài to lắm các bạn. Thấy không? Có cây xoài Thái nữa nè. Xoài Thái nhà có tầm 4-5 cây gì đó. Ăn ngọt lắm các bạn. Xoài Thái mà nó xanh xanh ăn thì ngon, chín ăn không ngon. Cây xoài này nó bị nghiêng sát mặt đất luôn các bạn, nên mình leo rất dễ dàng luôn. Ê, nằm trên đây ngủ chắc cũng sướng lắm. Đây, cây xoài nè. Trái xoài này chín rồi nè. Xoài ơi. Xoài ở nhà mình nhiều lắm mà đâu có ai hái đâu. Đây là các bạn. Mình mới hái được một trái xoài từ cái cây xoài này nè. Đây. Nói chung đây chỉ là một cái góc vườn của nhà mình thôi nha các bạn. Còn hai góc nữa, rất là nhiều trái cây để mình sẽ quay vào clip sau. Nhiều lắm. Còn nhiều các loại cây lắm, nhưng mà hôm nay mình chỉ quay được một ít thôi nha các bạn. Mình mới hái thêm hai trái mận nữa. Ngồi chỗ này nè. Đó. Đây. Một lên hình cũng đẹp trai chứ, nhìn cũng được á, tóc ngầu không? Nhìn nó đẹp quá không muốn ăn luôn các bạn ơi. Úi. Ấy. Úi trời. Vừa nói không muốn ăn cái nó bỏ chạy luôn các bạn. Đây, nhìn đẹp chưa? Thơm lừng à. Đây. Mận đây. Mận nhiều lắm các bạn ơi. Nè. Cho các bạn xem là cây mận này. Rất nhiều trái luôn. Nhiều trái chưa? Mận này không có xịt thuốc, cho nên chỉ cần lau sơ đi là có thể ăn luôn. Sâu quá. Hơi sâu. Sâu quá các bạn ơi. Tóc dài quá. Mận này nó sâu nhiều các bạn, ngọt lắm. Ngọt nhưng mà hơi sâu. Sâu á. Là bị không có xịt thuốc sâu á. Mận này gần như là nó lên tự nhiên, chứ không có chăm, không có tưới gì hết. Không có xịt thuốc sâu luôn. Nó sâu nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một cái cây xoài. Đây, cây xoài này. Cái cây xoài này nó cao hơn mình có tí xíu à.
mà nhìn trái nè, trái thấy sợ không nè, trái sát đất nè, mặt đất nè, xoài nè, đây xoài nè, xoài sát mặt đất luôn, rất là nhiều. Xoài cái cây này nó nhiều trái. Các bạn thấy vườn nhà mình giống với rừng không? Đây, rừng này, xung quanh nè. Đó, mình sẽ xoay. Ui da. Mình sẽ quay xung quanh cái vườn nhà mình. Đây. Ủa, cái này mà làm sinh tồn chắc hay ha. Để bữa nào rảnh rảnh làm sinh tồn đi. Cứ quay điện thoại hoài. Làm sinh tồn, mình xây một cái căn nhà đây nè. Cái chỗ này được nè. Mình xây một cái nhà lá ở đây. Sinh tồn đây. Đó. Rồi. Các bạn thấy chủ đề đó được không? Tướng mình quay mà là sinh tồn ok luôn các bạn. Kinh nghiệm đi bộ đội 2 năm mà. Mình thấy ở đây nó có một cái hồ. Gọi là cái hồ đúng không ta? Đây. Cái hồ này các bạn nghĩ là mình có nhảy qua được không? Nhảy nổi không? Nhảy thử nha. Rất đơn giản luôn. Ê, mình thấy có ốc. Nè, con ốc nè. Rồi, ok. Clip sau mình sẽ làm sinh tồn. Nếu các bạn thấy video ở quê mình nó yên bình và đẹp thì cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.